đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Tại vì đó hôm qua Thùng đã chia sẻ một cái bài liên quan đến là cái thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008 đó Lúc đó Thùng đã đi làm trong ngành tài chính rồi và những gì mình Thùng trải nghiệm Thùng cũng đã chia sẻ với các bạn Một điều khác Thùng muốn chia sẻ ở đây đó là bây giờ ai cũng nói tới phần trăm lạm phát à, ai cũng nói tới là tăng lãi suất ai cũng nói tới là những cái công ty công nghệ đó thật ra cái giá bị bơm thổi quá nhiều trong hai năm qua rồi bây giờ đi xuống đó là điều hiển nhiên mà thôi nhưng mà các bạn nên nhớ là những bài nào mà theo dõi channel này đó ít nhất là 2 năm cũng đã biết rồi những điều này chúng ta đã nói tới trước đây khi mà nhiều người cho là những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn đó là tầm bậy tại vì không có chuyện đó xảy ra đâu các bạn đã nhớ là năm 2020 và năm 2021 đó Thuận Thư hay chia sẻ với các bạn là chúng ta nên chuẩn bị cho một cái cuộc lạm phát xảy ra Tại vì trên căn bản đó nhìn vào cái số lượng tiền được in ra, nhìn vào cái số lượng tiền rẻ trên thị trường đó thì đó là điều hiển nhiên thôi nhưng mà lúc đó nhiều người đó vẫn nói là sẽ không có đâu các bạn nên nhớ là ngay thời điểm đó đó ngay cả Fed và chính phủ nơi cũng nói là phần trăm lạm phát đó nếu có nữa cũng là tạm thời mà thôi họ hay dùng cái từ là transitory cho đến khi nào, cho đến tháng 12 của năm 2021, nghĩa là cái t4 tháng mà thôi, chỉ 4 tháng trước đó, thì Fed ở Hoa Kỳ và những cái ngân hàng chuyên dụng khắp nơi mới chấp nhận là lạm phát đó không có phải là tạm thời đâu. Tại vì lúc đó ai cũng nói là phần trăm lạm phát không phải là tại vì in tiền nhiều đâu, phần trăm lạm phát đó là tại vì chúng ta thấy là cái nguồn hàng hóa hay là cái dịch vụ nó chậm đi tại vì dịch bệnh dẫn đến là cái sự khan hiếm của hàng hóa dẫn đến lạm phát tăng khi mà dịch bệnh đỡ hơn mọi thứ nó lưu thông thì hàng hóa nó sẽ giảm giá xuống đương nhiên không phải rồi các bạn thấy được là bây giờ dịch bệnh ngày lại càng đỡ hơn khắp nơi nhưng mà lạm phát thì lại cứ tăng và cứ tăng cho nên á bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn là tuy là mọi người bây giờ đã cứ lo sợ lạm phát tiếp tục tăng mà thực ra nó đã tăng rồi các bạn thấy được là cái chỉ số CPI mới nhất của cái tháng này chia sẻ là 8,5% nhưng mà thuận muốn nói với các bạn đó là ngược lại cũng giống như là trước đây đó nhiều người không có chấp nhận là chúng ta sẽ có một cái đợt lạm phát vì cái sự in tiền xảy ra cho đến mãi cho đến khi nào mà Fed chấp nhận đó là đó là sự thật hồi tháng 12 mới đây thì như là tôi đã chia sẻ trong cái bài ngày hôm qua đó khi mà chính phủ Hoa Kỳ hay là chính phủ khắp nơi đã chấp nhận chúng ta đang nằm ở trong một cái đợt suy thoái tài chính hay là cung quan tài chính thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu uptrend rồi có nghĩa là lúc mà chia sẻ là đã chính thức đi vào cung quan tài chính thì chúng ta đã đi 2 phần 3 chặng đường rồi chuẩn bị uptrend à, thì cũng như vậy khi mà mọi người bây giờ nhận ra được và cứ nói là làm phát sẽ tiếp tục tăng, tiếp tục tăng và tiếp tục tăng nữa tôi nghĩ ngược lại thôi này nghĩ là trong thời gian ngắn hạn có thể là trong vòng 3 tháng tới đây hay là 4 tháng tới đây có thể chúng ta thấy tiếp tục cái chỉ số CPI này tiếp tục tăng nhưng mà nó sẽ tăng tới một mức nào đó mà thôi thôi nghĩ là chúng ta cũng đã tăng 2 phần 3 chặng đường rồi có nghĩa là tháng sau có tăng hay không nó tới hay là không thì thường hoàn toàn nghĩ là có thể chứ tại sao là không thể nhưng mà chỉ tăng thêm một thời gian ngắn nữa thôi có nghĩa là chúng ta sắp sửa thấy cái mức cao của lạm phát rồi và sau đó chúng ta thấy lạm phát nó sẽ ngưng lại và nó sẽ từ từ đi hàng ngang và có cái xu hướng đi xuống đó là cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì khi mà mọi người nhận ra được và bây giờ bài báo nào cũng nói thì lúc đó chúng ta cũng đã thấy là lạm phát cũng đã từ từ có cái sự ngưng lại rồi đương nhiên tôi sẽ không nghĩ là lạm phát sẽ trở về cái mức là hai phần trăm như là Fed nghĩ đâu tôi nghĩ lạm phát vẫn sẽ tiếp tục ở cái mức cao nhưng mà không tiếp tục tăng nữa và điều này đó là một trong những cái lập luận tại sao thường đầu tư vào bitcoin các bạn cũng đã biết rồi tại vì đây là tài sản chống lời lạm phát và thuận vẫn tiếp tục nghĩ lạm phát sẽ không được quản lý nhưng là mọi người nghĩ đâu vẫn sẽ cao nhưng mà sẽ không phải tăng hoài và tăng mãi như là mọi người nói bây giờ đâu à, tại vì các bạn thấy được là biết bao nhiêu người đã đoán sai biết bao nhiêu những cái chuyên gia kinh tế đã không đoán ra được những gì sẽ xảy ra khi mà dịch bệnh xảy ra. Các bạn đã nhớ là khi dịch bệnh xảy ra đó thì thông tin khắp nơi nói là nơi này bị lockdown, nơi kia bị lockdown, à, tình hình tài chính bất ổn sẽ đi vào một cái cuộc suy thoái tài chính. À, người ta sẽ không có mua xe đâu tại vì không ai có nhu cầu lái xe, người ta đang bị nhốt ở nhà mà người ta đâu có lái xe đâu. Rất là nhiều những cái được chia sẻ nhưng mà ngược lại các bạn thấy như thế nào? Các bạn thấy được là hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của nhiều người. Thị trường nó lúc nào cũng sẽ có cách làm cho các bạn bất ngờ. Các bạn thấy được là có bao nhiêu người đoán được là khi mà dịch bệnh xảy ra đó, những cái cổ phiếu công nghệ liên tục đạt đỉnh mới. Các bạn thấy được là crypto đạt đỉnh mới và tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục tăng trưởng từ năm 2020 cho đến cuối năm 2021. Biết bao nhiêu người đoán ra được đó là nhà cửa lại tăng lên như vậy giá nhà tăng một cách đột biến khắp nơi luôn không phải riêng Hoa Kỳ giá nhà và giá mướn nhà cũng tăng và thậm chí ngay bây giờ vẫn đang tiếp tục tăng các bạn thấy được là bài viết này là bài viết mới nhất được chia sẻ ngày hôm nay bởi CNBC đó là ở Singapore bây giờ đó mướn nhà rất là mắc như mà nào mà ở Singapore thì hãy comment bên dưới là cái giá mướn nhà đó đã tăng trong cái quý 1 này đã tăng 42% trong khi mà cái quý mới đây đó quý tư, quý thứ tư đó chỉ tăng có 2,6 thôi nhưng là bây giờ đó mướn nhà giá càng tăng và khi mà chúng ta thấy chính phủ khắp nơi đó siết chặt nguồn tiền tăng lãi suất lên thì có nghĩa là người dân càng khó mua nhà hơn người dân càng khó mua nhà hơn thì sẽ dẫn đến là cái giá mướn nhà sẽ càng cao hơn tại vì nhiều người sẽ có nhu cầu đi mướn nhà hơn có thể nghĩ đơn giản là như vậy đâu qua thời điểm đó đó có ai chia sẻ với các bạn là giá nhà sẽ tăng đâu không có ai lạc quan hồi tháng 3 năm 2020 hết á và chúng ta cũng có thấy được là có ai đoán được là dịch bệnh xảy ra đó dẫn đến là cái chuỗi uh, cung ứng xe nó bị hạn chế dẫn đến giá xe tăng và thậm chí các bạn thì được là một thời gian dài cái giá xe rẻ ở Hoa Kỳ tăng cực kỳ cao luôn lúc đó có mấy ai đoán được các bạn thấy được là chúng ta đã thấy rồi thị trường đó và nền kinh tế lúc nào cũng sẽ cho các bạn những cái bất ngờ hết giống như là bao nhiêu người năm 2020 hồi tháng 3 đó nghĩ là được là giá BTC đột nhiên có cái sự đi xuống từ cái mức là khoảng 10.000 đô còn 3.800 đô cùng với lại cổ phiếu cùng với lại vàng thời điểm đó ai cũng nói là chúng ta sẽ chắc lâu lắm mới thấy BTC trở lại không ngờ trong vòng chỉ có vài tháng thôi Bitcoin đã đạt được cái mức à, qua khỏi 20.000 đô rồi sau đó vài tháng nữa là đạt cái mức mới là 63.000 đô. Lúc nào cũng như vậy đó. Thị trường hoàn toàn sẽ không có đi như các bạn nghĩ đâu. Lúc nào cũng sẽ có những cái sự bất ngờ. Đó là lý do tại sao các bạn không thể nào mà đón được tương lai. Không thể nào mà các bạn à, có thể dễ dàng bắt đáy hay là các bạn bán ở đỉnh được. Đó là lý do sao mà thường trung bình giá. Tại vì trên căn bản đây những gì các bạn hiểu thực sự mà nói là rất là ít các bạn càng tìm hiểu các bạn càng biết được là mình hiểu rất là ít tại vì thị trường nó vận hành có rất nhiều yếu tố chứ không phải đi một người nào có thể dùng sách dùng vở để mà phân tích cho các bạn được đâu thôi chỉ có thể chia sẻ thông qua kinh nghiệm mà thôi và thuận thì đâu có phải là người lớn tuổi thôi thường chỉ có 38 tuổi thôi thường thì kinh nghiệm cũng có bao nhiêu đó và kênh này lập ra để thuận và các bạn cùng nhau trải nghiệm và những gì thường biết thường tiếp tục chia sẻ với các bạn để cung cấp thêm thông tin nhưng mà lý do sao mà thường nói là cái phần trăm lạm phát nó cũng sẽ tăng tới một mức nào đó mà thôi Thì có hai yếu tố Thứ nhất đó là Fed sẽ tăng lãi suất Và theo lịch sử cho thấy được đó là lãi suất tăng ít nhiều gì Thì cũng sẽ dẫn đến là phần trăm lạm phát sẽ nguội lại một chút Có hiệu quả hay không tùy theo là có dám tăng lãi suất hay là không Các bạn đã nhớ thường chia sẻ là Paul Volcker Trước đó đã tăng lãi suất là lên tới 10%, lên tới 20% luôn. Lãi suất Fed Fund Rate thời điểm đó tăng rất là cao để mà làm gì để mà dập tắt phần trăm lạm phát và cuối cùng cũng đã thành công với cái trả giá là nền kinh tế làm bây giờ là khủng hoảng bây giờ đó Fed John Powell có muốn làm gì hay là không thường nghĩ là ngoại trừ là ông ta muốn về hưu sớm và không tiếp tục làm chính trị nữa chứ còn các bạn thấy là tháng 11 năm nay đó là bầu cử dự nhiệm kỳ lúc đó là rất nhiều ghế ở Hạ viện và Thượng viện sẽ được bầu cử lại thì nếu như nền kinh tế làm về là khủng hoảng thì thường nghĩ là sẽ rất là khó khăn cho đảng Dân Chủ hiện bây giờ nhưng mà đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó ngoại trừ fed sẽ tăng lãi suất và sẽ có cái sự kiềm chế phần trăm lạm phát thứ nhì nữa là rất là nhiều những cái nơi tiểu thương bây giờ đó họ không có muốn tăng hàng hóa hay là họ không có muốn tăng cái mặt hàng của mình lên hay là dịch vụ của mình lên tại vì sao tại vì đó các tiểu thương bây giờ đó thì cái mức giá mà họ thu vô đó thì mức giá đã, đã tăng lên rồi nhưng mà họ cũng đã tăng cái giá tiền của hàng hóa dịch vụ của mình lên rồi nhưng mà cứ tiếp tục tăng nữa đó thì các bạn thấy được là không phải các bạn cứ tăng và tăng mãi các bạn là một công ty hay là một nhà hàng một quán ăn các bạn có tăng mãi được đâu các bạn tăng tới một mức nào đó thì các bạn phải trả giá là người ta sẽ không tới cái quán ăn các bạn nữa mặc dù là các bạn nói là tôi phải tăng tại vì cái mức nhập hàng của tôi bây giờ cao quá thì điều này đó là vấn đề của bạn chứ phải là vấn đề của người ăn đâu, các bạn thì được là một người mà họ đi ăn nhà hàng đi, cái bạn nói như vậy thì họ cũng chẳng quan tâm đâu. Cái mà họ quan tâm là túi tiền của họ mà thôi. Nếu như các bạn cứ tăng và tăng mãi đó, tới một mức nào đó thì các bạn sẽ mất khách hàng. Tại vì sao? Tại vì tới mức nào đó đó thì cái giá phải trả để ra ngoài đi ăn sẽ cao hơn cái giá mà tự nấu ở nhà thì tới một mức nào đó đó thì người ta cũng phải tự thủ ở nhà mà thôi cho nên những tiểu thương thì cũng sẽ tăng thêm mức nào đó giá cả hàng hóa dịch vụ cũng chỉ có thể tăng thêm mức nào đó mà thôi trước khi mà không thể tăng thêm được nữa ngoại trừ là các bạn chấp nhận mất đi nhiều khách hàng và các bạn thấy được là phần trăm lạm phát đó bây giờ là 8,5% dựa theo chính thức thông, công bố đó thông qua CPI lạm phát tiêu dùng thôi À, 8,5% con số này là coi như là cũng là một con số thấp đó đối với nhiều người cho con số thật là còn cao hơn nữa. Nhưng mà cho dù các bạn lấy con số đó đi, công ty nào cũng vậy. thông này chia sẻ với các bạn là trung bình thì công ty không có tăng 8,5% lương cho nhân viên đâu. Cho nên trên căn bản đó là cái mức phần trăm lạm phát này tăng lên đó, thì nhân viên ở khắp nơi ở Hoa Kỳ và ở quốc tế đó, thì sẽ thu nhập có thể là tính theo đồng pháp định thì cao hơn là năm ngoái nhưng mà khi mà chi tiêu đó thì cái mức chi tiêu đó sẽ thấp hơn là năm ngoái tại vì giá hàng hóa đã tăng cao hơn là cái mức lương rồi đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây và đương nhiên các bạn thấy được là be kiếm được tiền bô kiếm được tiền pick để làm thịt thì có nghĩa là gì thì có nghĩa là các bạn thấy được là trên cái thị trường này đó nhất là những thời điểm như thế này thì giá cả lúc nào nó cũng uh, sẽ có cái sự tăng trưởng rồi đi xuống tăng trưởng rồi đi xuống các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày hôm qua thôi đã đi xuống đi lên liên tục rồi thị trường crypto cũng vậy thị trường cổ phiếu của hoa kỳ cũng như vậy trên căn bản đó là lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy thị trường đi theo chu kỳ có lúc lên có lúc xuống có lúc có tin xấu có lúc có tin tốt nhưng mà trên căn bản đó nếu các bạn là một người mà không thích bitcoin đi các bạn là một bear trong thị trường bitcoin này cũng được thôi các bạn cũng sẽ kiếm được tiền nếu như, như các bạn cứ giữ dự dựng lập trường của mình là các bạn nghĩ bitcoin không có giá trị các bạn nghĩ là giá bây giờ cao hơn cái giá thực tại của btc cho nên các bạn uh, không thích các bạn muốn short các bạn kiếm được tiền thì cũng được thôi các bạn là một bô trong thị trường này như là các bạn rất là thích bitcoin các bạn nghĩ là giá sẽ lên trên thị trường dài hạn thì các bạn cứ mua và thu mua thì đương nhiên giá lên các bạn sẽ kiếm được tiền cái mà sẽ không kiếm được tiền đó là các bạn cứ bị ảnh hưởng tâm lý về thị trường ngày hôm nay các bạn là bear, ngày mai các bạn là bô thì các bạn sẽ bị làm thịt đó là điều thằng muốn chia sẻ ở đây các bạn phải giữ vững lập trường Bear sẽ kiếm được tiền bô sẽ kiếm được tiền nhưng mà pick thì sẽ bị làm thịt và như bảo thường thì già để làm gì cái đó thì thường là người mà không biết làm nông cho nên thường sẽ không có thể chia sẻ điều đó với các bạn được cũng như là thường dùng một cái ví dụ đi các bạn có thể hiểu được là cái pendulums pendulum là một cái giá mà có những cái hòn bi nó qua lại đó thì các bạn thấy được là nếu như mà các bạn cứ thay đổi cái suy nghĩ của mình ngày hôm qua là các bạn là be hôm nay các bạn là bô ngày mốt các bạn là be hôm nay các bạn là bô thì coi như các bạn cứ đi theo những cái banh này và đi theo mãi mà không đuổi được trong khi mà các bạn có thể là giữ vững lập trường các bạn là một người ở bên tay phải hay là bên tay trái thì hòn bi nó sẽ tự tới với bạn mà các bạn không cần phải đuổi theo chứ trên căn bản đó đương nhiên các bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình về bất cứ một cái lĩnh vực đầu tư nào nhưng mà cái đó phải cần lập luận phải cần thời gian chứ không phải là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ các bạn đã trở thành bè hay là bô rồi các bạn thấy được là ngày hôm qua Bitcoin đó những cái thông tin những gì liên quan đến kết cấu của BTC liên quan tới tương lai của BTC những gì đang xảy ra thì vẫn là như vậy cái khác biệt chỉ là giá cả và suy nghĩ của các bạn mà thôi và một ví dụ đó, tôi muốn chia sẻ giống như là các bạn có thể là một người mà thường hay thích sốt là một người mà rất là bearish trong thị trường tài chính như là Michael Berry thì cũng có thể kiếm được tiền. Các bạn thường là Michael Berry là một người mà năm 2008 đó, trước đó nữa năm 2000 thường nhớ là lẽ năm đó là đã bắt đầu là sốt thị trường rồi, có nghĩa là sốt thị trường bất động sản. Tại vì nghĩ là giá bất động sản quá cao nhưng mà tốn biết bao nhiêu là năm các bạn thì được là 3 năm liên tục chấp nhận lỗ chấp nhận là cái số tiền mình đầu tư đó đang âm là từ năm năm mãi cho đến năm 2008 thì khủng hoảng mới xảy ra có nghĩa là cho dù là Michael Berry nữa thì cũng phải chấp nhận chịu đựng 3 năm trước khi mà hái được thành quả và đã có thể là kiếm được tổng cộng đó là 800 triệu trong cái thời điểm đó 700 triệu là kiếm được cho những nhà đầu tư tại vì Michael Berry là một cái chủ quỹ đầu tư mà gồm 100 triệu cho bản thân của mình nhưng mà cũng tốn tổng cộng là ba năm trời ba năm trời đó đó là người ta cười Michael Berry nói là um, là một người mà không hiểu bên đây làm gì làm mất tiền của nhà đầu tư vân vân nhưng mà vẫn tiếp tục chấp nhận tại vì có lòng tin là thị trường sẽ đi xuống cũng ngược lại các bạn thấy được là Michael Novara là người ngược lại là một người mà rất là thích uh, đầu tư mạo hiểm và rất là có cái nhìn bullish vào thị trường tài chính và công nghệ nói chung và đây là một người mà đã mua BTC và Ethereum từ những năm đầu tiên BTC đã mua từ những năm 2013 À, và Ethereum đã bắt đầu tìm hiểu từ năm 2014 rồi Nhưng mà mãi cho đến năm 2017 đó Michael Novogratz mới thực sự là kiếm được cái lợi nhuận Các bạn thấy được là đây là cái tài liệu Chỉ tính tới tháng 11 của năm 2020 thôi Lúc đó đó cái lợi nhuận của Michael Novogratz cũng đã rất là nhiều rồi Michael Novogratz mua 30.000 lẻ BTC ở mức giá là khoảng chừng 100 đô mà thôi và mua 500 ngàn Ethereum chỉ mức giá là 99 cent mà thôi thì các bạn thấy được là 500 ngàn Ethereum mà chỉ tính tới là cuối năm 2020 đó là đã mức là 725 triệu đô la rồi có thể thấy được là các bạn có thể là bô cũng kiếm được tiền Bears cũng kiếm được tiền, quan trọng là các bạn cần phí bên nào làm gì mà thôi Và cần phải có cái lòng tin vững chắc và có lập luận vững chắc Chứ nếu các bạn cứ thay đổi liên tục Một ngày, bô ngày bear thì các bạn sẽ khó sống với cái thị trường này và chiến lược dễ hơn nữa đó là chiến lược trung bình giá như là thường đã từng chia sẻ với các bạn một điều khác nữa đó mà chúng ta cũng cần phải để ý đến gần đây đó chính là cái chỉ số DXY đây là cái chỉ số đồng đô la của Hoa Kỳ thì chỉ số này là như thế nào đây là một cái chỉ số mà so sánh cái sức mạnh của đồng đô la với một số những đồng lớn trên thị trường bây giờ chúng ta có nghĩa là lấy đồng đô la so sánh với lại đồng euro đồng yên của Nhật Bản, đồng pound sterling của nước Anh, Uh, Canadian dollar của nước Canada đồng Swedish krona và đồng Swiss franc thì mà chúng ta thấy được là cái đường màu xanh này đó tăng lên có nghĩa là sức mạnh đồng đô la tăng lên một số bạn thì cũng có câu hỏi đó là thường hay nói là đồng đô la mất giá nhưng mà cứ thấy cái chỉ số DXY này tăng lên hoài thì đó là lý do đó là cái sự so sánh giữa đồng đô la với những cái đồng này mà thôi những cái tiền của những quốc gia này và khi mà đường màu xanh này tăng lên có nghĩa là đồng đô la đang có giá hơn là những quốc gia đó và có thể là nhiều bạn nói là mình sống ở một quốc gia mà không có rõ là phần trăm lạm phát bao nhiêu mà cứ nghe nói tới hoa kỳ phần trăm lạm phát thì có thể là quốc gia mình không có phần trăm lạm phát thì thực ra cũng rất đơn giản mà thôi các bạn cứ đem đồng pháp định của quốc gia của mình so với lại đồng đô la nếu như mà đồng pháp định của quốc gia các bạn so với đô la mà còn đi xuống nữa đó thì có nghĩa là cái phần trăm lạm phát còn cao hơn cả Hoa Kỳ. Nếu như đồng pháp định các bạn với đồng đô la đó là nó ngang hàng với nhau mà nó cứ tiếp tục đi theo một cái sự phân bổ như vậy và không thay đổi đó thì có nghĩa là cái phần trăm lạm phát của đồng pháp định các bạn ngang với đầy đồng đô la. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số DXY này đó thì đây là một cái chỉ số mà đang tăng ở thời điểm hiện tại. Thật ra khi mà chúng ta zoom ra đó chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm tăng trưởng này đó thì bây giờ là cái đường màu xanh này đó ngang hàng với lại cái à, thời điểm của năm 2017 và chúng ta có thể được là đã cao hơn ngay cả cái thời điểm mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 năm 2020 lúc đó đó thì các bạn thấy được là cái dịch bệnh xảy ra đó dẫn đến là nhiều người ở thời điểm đó đó họ bán tiền pháp định của mình đổi đồng đô la tại vì đồng đô la vẫn là đồng dự trữ của quốc tế mà dẫn đến là đồng đô la tăng giá của cái thời điểm đó cũng giống như là những cái cổ phiếu công nghệ vậy đó thì sau đó thì chúng ta được đồng đô la cũng đã có cái sự giảm xuống rồi bây giờ lại tăng trở lại và bây giờ đó đã trở về cái mức cao của năm 2017 có nghĩa là rất là cao rồi thì điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là mỗi lần mà đồng đô la đó có giá so với những đồng khác như là chỉ số DXY đó mỗi lần chúng ta thấy điều đó xảy ra mà chúng ta được là chúng ta cũng dần tạo đỉnh rồi đó thì khi mà chỉ số DXY đi xuống là những lúc mà chúng ta thấy được là có cái sự tăng trưởng của BTC bắt đầu giống như chúng ta thấy được trên màn hình đó năm 2007 sau khi chỉ số DXY đó tạo đỉnh thời điểm đó rồi đi xuống giá BTC đã tăng 2.500% chúng ta thấy được là năm à, uh, 2000 hồi tháng 3 đó cũng tương tự sau đó, đó thì giá BTC đã tăng 1.400% Bây giờ đó thì nhiều người cho là chỉ số này đã gần tạo cái đỉnh rồi, đương nhiên sẽ không phải tăng mãi được. Và khi mà chỉ số này tạo đỉnh đó, bây giờ đã ngang hàng với năm 2017 rồi. Khi mà ngủ lại đó, đó chính là lúc mà BDC sẽ có cái sự tăng trưởng. Đây là cái Hopium mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn.